Cô Romana Valigorova cùng bạn đời sẽ sớm chuyển đến ngôi nhà của riêng mình trong thời gian tới. Họ có thể mua ngôi nhà trị giá tối đa 9 triệu korun và khoảng 1 phần 5 trong số này là tiền mà họ tiết kiệm được. Còn lại, họ vay thế chấp, tương tự như nhiều người mua nhà khác. Theo chuyên gia, nhu cầu trả chậm đang phục hồi do thị trường thế chấp nhu cầu về nhà ở cũng đang phục hồi. Họ nhận thấy rằng khách hàng, đặc biệt là những người trẻ tuổi đang quay trở lại. Cô Vali Gurova sẽ phải trả khoảng 30.000 koron mỗi tháng cho khoản thế chấp trị giá 7 triệu koron. Cô quyết định mua nhà về lãi suất bắt đầu giảm, đồng thời tiền thuê nhà lại đang tăng lên. Một quan tâm nhiều nhất là các căn hộ chung cư nhỏ. Sau đó có tới 80% tòa nhà chung cư mới là các căn hộ nhỏ, thường có một hoặc hai phòng. Những bất động sản như vậy không chỉ bán chạy mà còn cho thuê được nhiều hơn. Chẳng hạn như cô Hanna Fenklova đến từ Pardubice, hiện đang học và làm việc tại Praha, cũng đang tìm kiếm một căn hộ nhỏ. Đối với cô, việc sở hữu nhà ở là điều không thể. Cô đã mất 3 tuần để tìm được các căn hộ cho mình. Mỗi tháng cô phải trả 18.000 kron cho căn hộ rộng 23 mét vuông, bao gồm tất cả các chi phí. Trong 6 tháng qua, giá thuê và giá các căn hộ đều đã tăng ở hầu hết các thành phố. Trong năm qua, giá đề nghị ở Praha đã tăng 4.300 kron, ở Brno tăng 4.100 kron và Ostrava tăng 3.400 kron trên 1 mét vuông. Dự kiến trong năm nay giá cả sẽ tiếp tục tăng đặc biệt là nhà ở mới và sẽ tăng trung bình khoảng 4,5%, nguyên nhân là do sự hồi sinh của thị trường thế chấp và nhu cầu ngày càng tăng. Vào tháng 3 năm nay, các ngân hàng đã ghi nhận gần 4.500 khoản vay thế chấp mới, nhiều hơn 1.000 hồ sơ so với năm ngoái. Nguyên nhân chính là do lãi suất giảm. Lãi suất trung bình cho các khoản vay mới trong tháng 3 đã giảm xuống 5,19%, trong khi vào cuối năm 2022,